chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa làm việc với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát về luật bảo vệ môi trường tại huyện Văn Lâm và Văn Giang. Kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ 19 tháng 5 và tổng kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2024. Thực hiện chuyển đổi số tại trường Trung học phổ thông Đức Hợp. Cần chủ động ứng phó với mưa, dông, lốc, sét có thể diễn ra trong những ngày tới. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước khi bước vào buổi làm việc với cán bộ chủ chốt nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tham dự buổi lễ kết nạp đảng viên mới đợt 19 tháng 5 cho 19 sinh viên của trường. Tặng hoa và phát biểu tại buổi lễ kết nạp đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng và ghi nhận những kết quả về công tác xây dựng phát triển đảng tại nhà trường. Các sinh viên được kết nạp đảng là những hạt nhân ưu tú trong học tập, rèn luyện. Đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm để các sinh viên nỗ lực cố gắng hơn nữa. Phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên khi ra trường, dù trong môi trường công tác nào đều nỗ lực cố gắng chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Cũng tại buổi lễ kết nạp đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên cho 3 tập thể và 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong cuộc thi Robocon vừa qua. Trường đạt 4 giải trong tổng số 8 giải của cuộc thi, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải công nghệ. Làm việc với cán bộ chủ chốt nhà trường, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa gợi mở một số vấn đề về công tác xây dựng đảng, công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu để lãnh đạo nhà trường và các cơ quan trong tỉnh Hưng Yên cùng góp ý để thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và cả nước. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, tiền thân là Trường Trung học Công nghiệp Hưng Yên, được thành lập từ năm 1966. Hiện nhà trường có hơn 500 cán bộ, giảng viên, gần 40% có trình độ tiến sĩ trở lên, vào top cao so với các trường đại học cả nước. Trường có 9 khoa với 22 ngành đào tạo, với quy mô hơn 10.000 sinh viên, 3 cơ sở đào tạo, trong đó 2 cơ sở tại tỉnh Hưng Yên và 1 cơ sở tại tỉnh Hải Dương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, để tỉnh Hưng Yên có được những thành tựu như ngày hôm nay, đặc biệt là trong 3 năm qua, từ tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vươn lên top đầu cả nước, có phần đóng góp của thầy và trò nhà trường. Bên cạnh cái đường xá, cái hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, hạ tầng nhà ở, hạ tầng tầng năng lượng được cải thiện, nhưng một cái yếu tố đóng góp rất quan trọng, đấy là khía cạnh con người. Nói một cách cụ thể hơn, đấy là lực lượng lao động tỉnh Hưng Yên của chúng ta đấy, dồi dào. Thế nhưng mà quan trọng hơn là đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về với Hưng Yên. Nếu như mà chúng ta thiếu về số lượng, chúng ta không đáp ứng được về mặt cơ cấu và chất lượng lao động, tôi nghĩ không ai về đâu. Thì cái này có cái phần đóng góp rất quan trọng của các cơ sở giáo dục nghề, các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh Hưng Yên của chúng ta, đặc biệt là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý lãnh đạo trường quan tâm hơn nữa đến thực hành của sinh viên. Hơn 95% sinh viên ra trường có việc làm với mức thu nhập bình quân từ 11 đến 15 triệu đồng trên tháng là tín hiệu tốt. Nhưng trường phải làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là đào tạo đội ngũ lao động tay nghề cao theo kịp xu thế và nhu cầu phát triển. Định hướng phát triển của tỉnh là thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, ít phát thải, và định hướng phát triển của trường đang có nhiều điểm tương đồng. Vì vậy, phải tăng cường trao đổi thông tin, tiếp cận doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để nâng cao hiệu quả đào tạo. Công nghiệp, dịch vụ. Chúng ta phải thay đổi cách thức tiếp cận đối với doanh nghiệp, và vai trò của các sở ngành sẽ đóng vai trò là hỗ trợ và kết nối cho các đồng chí. Bên cạnh việc cung cấp thông tin, nhưng mà cái việc tổ chức các diễn đàn, các cơ hội để các bên nói với nhau về nhu cầu và khả năng đáp ứng được các cái nhu cầu ấy của doanh nghiệp như thế nào từ góc độ của nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, bám sát nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp, xu hướng phát triển của khoa học công nghệ, kỹ thuật trên thế giới để tiếp cận
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa mong nhà trường có những hoạch định trong chiến lược phát triển dài hơi, đồng hành với tỉnh Hưng Yên cũng như cả nước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng thực hành nghề tốt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học, áp dụng mô hình giáo dục đào tạo hiện đại, giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển. Thì là tỉnh công nghiệp với cơ cấu kinh tế. Một là nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Gắn liền với đó là phối hợp trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ của cả khu vực công và khu vực doanh nghiệp ở đây. Thì đây là nội dung rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là tư vấn chính sách chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Và cái thứ ba nữa là đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đối với hai cái nhóm đối tượng quan trọng. Một là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị của tỉnh Hưng Yên của chúng ta. Nhóm đối tượng thứ hai đấy là giáo viên, giảng viên của các cơ sở giáo dục nghề trên địa bàn tỉnh. Hôm nay, hai tổ giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2024 tại huyện Văn Lâm và huyện Văn Giang. Từ năm 2021 đến nay, huyện Văn Lâm đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 đơn vị có hành vi vi phạm gần 1 tỷ đồng. Phần lớn các doanh nghiệp khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho thuê đều thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường. 80 trên 80 thôn, phố đều đã có tổ đội vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác. Tuy nhiên trên địa bàn huyện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các xã, thị trấn còn chưa kịp thời. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Xuân Tiến đề nghị thời gian tới, huyện Văn Lâm tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, đồng thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát nguồn ô nhiễm, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật, quản lý các nguồn xả thải trên địa bàn theo phân cấp, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường theo thẩm quyền, kiên quyết xử lý việc đổ rác thải, chất thải rắn. Tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh toàn huyện Văn Giang trên 30.000 tấn mỗi năm. Đến nay, tỷ lệ được thu gom xử lý đạt khoảng 90%, trong đó xử lý tại doanh nghiệp chuyên môn đạt khoảng 25%, còn lại được xử lý tại các bãi rác, điểm tập kết rác của địa phương. Huyện đang hình thành các khu đô thị lớn kéo theo lượng rác thải phát sinh trên địa bàn ngày càng lớn, trong khi khối lượng được vận chuyển đi xử lý tại doanh nghiệp chuyên môn hạn chế, gây tồn đọng tại các điểm tập kết phải xử lý tại địa phương. Tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước mặn ở các ao hồ đầm trong khu dân cư, sông Bắc Hưng Hải và các kênh mương chưa được xử lý dứt điểm. Các thành viên tổ giám sát yêu cầu huyện làm rõ một số nội dung như kết quả cụ thể, việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, giải pháp thời gian tới, việc xây dựng và vận hành các công trình xử lý chất thải và nước thải, công tác kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường, tập trung rà soát và thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện môi trường sống, môi trường sản xuất trong huyện. Sáng nay, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Các đại biểu tham gia ý kiến với Luật Công đoàn sửa đổi tập trung và một số nội dung về quyền thành lập hoạt động công đoàn, điều luật về giám sát, đảm bảo tổ chức cán bộ công đoàn cơ sở, tài chính công đoàn, nên bổ sung thêm nội dung quy định về người lao động là công dân nước ngoài tham gia tổ chức công đoàn. Đối với dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, cần đảm bảo tính phù hợp thống nhất với Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch và một số bộ luật hiện hành liên quan. Cần có các quy định về tổ chức lấy ý kiến từng cấp quy hoạch phù hợp với tính chất tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng, về số lượng chuyên gia, tiêu chuẩn chuyên gia và quy định về trách nhiệm và quyền lợi của chuyên gia trong việc tham gia ý kiến theo từng quy hoạch. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 19 tháng 5, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ và tổng kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2024.
Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. Thời gian qua, đóng góp của hoạt động khoa học và công nghệ cho tăng trưởng kinh tế GDP của tỉnh Hưng Yên thông qua tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP bình quân đạt trên 53%. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên có 94 ý tưởng công trình dự án đủ điều kiện tham gia vòng sơ khảo cuộc thi. Ban tổ chức chọn được 50 hồ sơ đủ điều kiện tham gia vòng chung kết cuộc thi, trong đó 17 dự án ở dạng ý tưởng, 33 dự án có sản phẩm thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và bảo vệ môi trường, phát triển du lịch gắn với tài nguyên bản địa, công nghệ chế biến, chăm sóc sức khỏe và y tế, giáo dục và đào tạo. Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận 7 dự án ở dạng ý tưởng, 7 dự án có sản phẩm. Trong đó, giải nhất ý tưởng là dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch thương mại trên địa bàn tỉnh của tác giả Nguyễn Anh Hải, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Giải nhì dự án khởi nghiệp từ rác hữu cơ của nhóm tác giả Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên. Về dự án có sản phẩm, giải nhất thuộc về sản phẩm máy BMD, bấm huyệt massage, dẫn dược tự động và khả năng thương mại hóa thông qua kênh phân phối hỗn hợp của nhóm tác giả Trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên. Giải nhì sản phẩm ứng dụng IoT trong hệ thống báo cháy và hỗ trợ hoạt động chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, báo cháy không dây của công ty cổ phần Hưng Yên Galaxy. Nhóm dự án của chúng tôi nghiên cứu chế tạo và sản xuất ra cái sản phẩm này thì chúng tôi mong hướng tới một cái nhóm đối tượng là phần đa người dân. Một sản phẩm rất là tiện ích, sử dụng như một cái thiết bị dân dụng trong gia đình và có thể sử dụng ở mọi lứa tuổi, nhằm nâng cao sức khỏe, có thể trị liệu một số các cái bệnh thông qua huyệt đạo của lòng bàn chân, và nó được nghiên cứu rất là chuẩn chỉ về mặt y học. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mặc dù là năm đầu tiên tổ chức nhưng diễn ra hết sức nghiêm túc, khách quan, trung thực và đạt được các nội dung và mục tiêu đã đề ra. Với sự thành công của cuộc thi đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tới mọi đối tượng trong xã hội, từ các em học sinh trung học cơ sở đến sinh viên cao đẳng đại học, từ người nông dân đến các kỹ sư, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã. Sau cái cuộc thi thì chúng ta đã có được những ý tưởng này, được xác nhận, được ghi nhận này, trao thưởng rồi, và có những dự án thì đã được xác nhận, được ghi nhận. Thì đề nghị là cái cơ quan thường trực trong cái mối quan hệ với các tác giả và các nhóm tác giả cùng với các ngành có cái sản phẩm mà tham gia dự thi và được ghi nhận này sẽ triển khai các bước tiếp theo, làm sao đó mà để các ý tưởng thì chuyển thành dự án, để các dự án thì ta thực hiện các bước tiếp theo mà để được có cái sản phẩm phục vụ cho cái đời sống xã hội. Thì muốn cái phát triển bền vững này, muốn phát triển nhanh này, thế thì phải gắn với khoa học, không thể phát triển dựa trên cái tài nguyên thiên nhiên thuần túy, nó gắn với từng ngành, rồi từng địa phương, thì ta cụ thể hóa các cái nội dung của các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh đối với địa phương mình, tăng cường cái liên kết, tức là trong cái bối cảnh nguồn lực có hạn thì cái liên kết giữa các trường, tức là cái nguồn lực của các trường thì được chia sẻ, được sử dụng một cách nó hiệu quả. Trường này có điều kiện này thì chia sẻ cái việc sử dụng đối với trường khác, thì làm sao đó thúc đẩy cái đổi mới sáng tạo trong các nhà trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên phát triển, nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp với các doanh nghiệp, hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho các ý tưởng dự án khởi nghiệp để phòng ngừa bị chiếm đoạt, mất bản quyền, nghiên cứu xây dựng thành lập trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Thực hiện chiến lược đào tạo theo định hướng ứng dụng và triết lý giáo dục, nhân văn, thực nghiệp, phục vụ cộng đồng. Nhiều năm qua, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã tổ chức đưa sinh viên đi thực tập môn học tại các cơ quan doanh nghiệp. Hoạt động này đã giúp sinh viên sớm tiếp cận được thực tiễn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nâng cao kỹ năng thực hành để ra trường có thể tiếp cận được vị trí việc làm tốt. Từ tháng 4 đến nay, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã tổ chức đưa 650 sinh viên khóa 9 đi thực tập môn học chuyên ngành tại 30 doanh nghiệp ngân hàng. 4 khoa chuyên ngành gồm khoa kế toán, kiểm toán, khoa tài chính ngân hàng, khoa quản trị kinh doanh, khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế đã đưa sinh viên đi thực tập tại các tập đoàn doanh nghiệp.
qua đó giúp sinh viên trải nghiệm hiểu được kiến thức đang học như kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh doanh, marketing được vận hành như thế nào trong một doanh nghiệp cụ thể, các điều kiện và các kỹ năng cần thiết để được ứng tuyển vào công ty và tập đoàn trong nền kinh tế 4.0 và trí tuệ nhân tạo AI. Nhận thấy hình thức điểm danh truyền thống có nhiều bất cập, không chỉ tốn thời gian mà còn có nhiều sai sót trong quy trình thực hiện. Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động đã thay thế bằng công nghệ điểm danh thông minh 4.0, giúp quản lý học sinh trong nhà trường hiệu quả hơn. Thời điểm này, hơn 1.000 học sinh của trường Trung học phổ thông Đức Hợp đã quen với việc điểm danh đầu giờ với những chiếc máy đặt cố định tại sảnh các tòa nhà. Khi học sinh đứng trước camera nhận diện, thiết bị sẽ tự động chụp lại và đối chiếu với hình ảnh học sinh đã đăng ký trên máy chủ trước đó. Chỉ mất chưa tới 3 giây, việc điểm danh của mỗi học sinh được máy móc xử lý nhanh chóng và chính xác. Từ khi có máy điểm danh này thì việc điểm danh của chúng cháu đã trở nên tiện lợi hơn, không còn phải điểm danh bằng tay như ngày xưa nữa. Chúng cháu chỉ cần nhìn vào máy này và thông tin của bọn cháu đã có thể hiện ra. Từ khi mà có máy điểm danh này thì cái giờ đi học của em đã thật sự là nghiêm túc hơn và có ý thức hơn với việc đi học của mình để tránh cái bị liên quan đến trừ điểm của lớp ấy ạ. Còn và cũng để cho bố mẹ em ở nhà cũng bớt lo lắng. Chúng tôi nắm bắt được sĩ số của học sinh hàng ngày, biết được là học sinh nào đi học muộn, biết được học sinh nào là nghỉ học. Từ đó thì phối kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh một cách kịp thời nhất. Hiện nay, trường Trung học Phổ thông Đức Hợp đang trang bị 8 máy điểm danh cố định bằng phần mềm nhận diện khuôn mặt bố trí tại 3 tòa nhà để đảm bảo việc điểm danh đầu giờ của học sinh. Sau khi học sinh điểm danh, thông tin sẽ được thông báo đến máy chủ và giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh một cách nhanh chóng. Điều này giúp nhà trường dễ dàng quản lý học sinh, phụ huynh, nắm bắt thông tin tình hình đến trường của con em mình kịp thời và an tâm hơn. Phần mềm được sử dụng thay thế sổ liên lạc điện tử với mức phí duy trì 50.000 đồng một học sinh một năm. Trên đường đi thì có rất nhiều những cái đoạn đường mà các cái cung đường mà nó nguy hiểm do là xe cộ chạy rất là nhiều. Thì khi mà các cháu đến trường thì sẽ được báo về điện thoại là các cháu đã đến trường rồi, thì tôi sẽ cảm thấy là con mình đã đến trường được an toàn. Và đến cái buổi trưa ấy, khi mà đến giờ các cháu về thì các cháu ra khỏi trường thì hệ thống cũng sẽ báo về điện thoại. Và khi đó thì mình cũng biết là đến giờ ấy con đã tan trường và bao nhiêu lâu thì con mình sẽ về đến nhà. Trước khi lắp đặt cái phần mềm này thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu và chắc chắn nó sẽ nâng cao được cái hiệu quả quản lý trong nhà trường. Và ngoài hệ thống điểm danh bằng hình ảnh thì chúng tôi cũng còn những cái hệ thống để phục vụ công tác chuyển đổi số trong nhà trường và trong ngành giáo dục nói chung. Đấy thì giáo viên và học sinh đến trường với cái tâm lý vui vẻ. Với nhiều tiện ích mang lại, phần mềm điểm danh thông minh là trợ thủ đắc lực giúp nhà trường trong công tác quản lý học sinh, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Sáng nay, Ban tổ chức Hội thi Nghiệp vụ Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh Hưng Yên năm 2024, họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức hội thi cấp tỉnh. Các đại biểu báo cáo tổng hợp tình hình kết quả hội thi cấp huyện thông qua điều lệ, dự kiến, nội dung liên quan đến tổ chức hội thi cấp tỉnh năm 2024 và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công, góp ý công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thi an toàn, hiệu quả nhất, chỉ ra những tồn tại cần rút kinh nghiệm từ hội thi năm 2023. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao hiệu ứng tích cực của hội thi. Theo kế hoạch, hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được tổ chức cuối tháng 5 năm 2024 tại quảng trường trung tâm hội nghị tỉnh. Hội thi có 10 đội tham gia, trải qua 2 phần thi, lý thuyết và thực hành, một giải nhất, một giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích sẽ được trao cho các đội thi có thành tích cao nhất. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày qua, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, các giải pháp ứng phó với thời tiết. Trong đó theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
tổ chức kiểm tra rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt để chủ động khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn cho người dân khi có tình huống xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.